Tôi tên là Nguyễn Thị Thu Hương ạ. Năm nay là 27 tuổi ạ. Hiện tại thì tôi đang công tác tại C4 Viện Tim Mạch. Tôi cũng đang mang thai em bé đầu lòng của mình được 38 tuần rồi ạ. Theo ngày hôm đấy thì là em còn đúng lịch đi khám thai là 36 tuần ấy. Thì em vẫn đi khám bình thường. Thì em được nghe thông tin từ trưởng phòng có báo là cái ca nằm nhà mình hiện tại dương tính rồi. Tất cả mọi người đều quay lại để cách ly, không ai về nhà nữa. Ở lại cách ly luôn, nên là cuối cùng là vợ chồng không gặp nhau mà cũng Hương cũng không chuẩn bị được cái gì cả. Nó cũng là chỉ một buổi đi làm bình thường thôi mà. Lúc đấy bọn em quay lại viện thì tất cả mọi người đều rất là lo lắng. Có những chị thì mới chỉ đến nơi các chị đã bật khóc rồi. Kiểu các chị có nói là kiểu về chưa kịp nhìn con cái á, thì đã phải đi rồi á. Đấy. Ví dụ như nếu mình mà có chọn một ngành khác ấy, thì con mình sẽ không bị có nhiều nguy cơ bị kiểu dính vào những các cái bệnh mà dễ lây nhiễm như thế này. Thế nhưng mà sau đó thì em cũng đã có suy nghĩ là mình là người tiên phong trong các cái chữa bệnh và điều trị cho người bệnh ấy. Thì mình cũng không thể nào mình ích kỷ, mình chỉ nghĩ cho bản thân mình được. Thôi không sao đâu, hai mẹ con cùng cố gắng lên chứ. Thế lo lắng cũng là một phần, thế nhưng mà mọi những cái kìm nén là vẫn phải để trong lòng. Chứ không dám thổ lộ, không dám thể hiện ra ngoài, con cái nó nghĩ đến, con nó mất tự tin. Thế thì hôm con cũng lại gọi điện về là, thế mẹ ơi, thế con phải cách ly như thế này thì đến hôm nay con sinh, thì mẹ có ra với con được không? Thế thì tôi cũng chỉ bảo là con cứ yên tâm, thì con cứ dở dạ là mẹ sẽ ra. Cho dù hoàn cảnh như thế nào thì mẹ cũng cố gắng mẹ ra. Mẹ ra với con yên chí. Em bé có thấy hiện tượng gì không? Cháu vẫn ăn uống khỏe ạ. Thôi cứ hai mẹ con cứ yên tâm ở ngoài đấy nhá, không phải suy nghĩ gì nhá. Thôi đi ngủ đi nghỉ đi nhá. Hai vợ chồng tôi thì cũng điện sang cho chồng của em Hương ấy, thì cũng chỉ động viên là con cũng cố gắng, con ở nhà con nấu nướng ăn uống cho nó hẳn hoi, rồi tới đây con phải chăm vợ. Nhưng em chỉ muốn chồng em bên cạnh. Lâu lâu không về là giường chiếu bụi bẩn. Con gấu bông này là Hương thích nhất. Đây rồi, cuối cùng quà cũng đến tay chủ. Em thử mở ra xem. Đây là quyển sách một tí, 5 năm đầu đời. Chúng em mua để chuẩn bị cho khi mà 5 năm đầu đời của em bé. Trước đấy thì bọn em chỉ tính là đặt con là Vũ Nhật Hạ thôi. Nhưng mà chính vì em tham gia đúng cái giờ đặc biệt này, em và cháu nghe đã quyết định đặt là Vũ Nhật Hạ Vi. Tức là mình mong là làm sao có thể hạ gục con cu Vi khi mà em bé chào đời. Chồng em viết thư. Chứ bây giờ anh ấy xến xuống như này. Mẹ nói à, hôm nay đã là ngày thứ 16 mình phải xa cách nhau. Nhớ lại ngày đầu mang đồ đến cho em, mà hai đứa chỉ có thể nhìn nhau từ xa, qua lớp cửa kính mà lòng anh thắt lại. Nếu lúc đó em không... Tại vì là cái hôm đầu tiên mà anh ấy mang đồ đến thì em đã phải bảo anh ấy là về sớm. Về ngay lúc đấy em không thể nào đứng nhìn chồng được ấy. Thế sao bảo không tặng món quà gì, muốn nhận được quà. Viết thư dành chúa đây. Đọc làm hai mẹ con khóc rưng rức à? Thế văn này chắc phải được 7-8 điểm. Thành công là mong đợi. Trong lúc đại dịch thế này, mẹ nó phải vất vả rồi. Nhưng vì con của chúng ta, em nhất định phải mạnh mẽ. Bé Táo sinh ra, sau này cũng sẽ rất mạnh mẽ như mẹ nó. Con ơi, con ngủ cho say, ngày mai con lớn dựng xây được ngàn.
mà dù chồng em rất nhiều lần khuyên em. Có những hôm trực về thì kiểu mệt quá em ngủ luôn. Chồng cũng bảo là thôi, nghỉ đi em cứ làm theo nghề y này vất vả quá. Em thấy rất là thương. Nhưng mà dù rất nhiều người nói nhưng em vẫn thấy cảm thấy rất là thích. Và em làm công việc này em cảm thấy là đi làm với em công việc không hề nặng nhọc.